hùng rô kiêu ngạo. Tuyển tập. Các bài tập làm văn siêu dễ thương của học sinh lớp 2. Đề tả mẹ em. Chân mẹ em dài như hai quả mướp, dáng mẹ em yểu điệu như người say rượu. Mỗi lần mẹ em vo gạo nhịp nhàng như chú công nhân làm đường. Đề miêu tả về bố. Bài 1. Bố em có một hàm răng vàng. Hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải. Bài 2. Nhà em có nhiều người nhưng em yêu bố nhất. Bố em 43 tuổi. Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em chìm trong bóng tối. Bài 3. Bố em là người em yêu quý nhất. Bố em phải làm việc vất vả. Mỗi tháng bố em phải nộp cho mẹ em tiền lương để mẹ em nấu cơm cho mà ăn. Đề tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ chùm chăn ngủ. Đến bữa ăn, ông ló đầu ra hỏi: cơm chín chưa bay? Đề tả người thầy em yêu quý nhất. Thấm thoát đã ba mùa hoa ban nở. Thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng, cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng dịch theo thầy cho đến khi thầy xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó, em mới quay lại bản.